chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ có tên của một TikToker, đó chính là Hảo Thỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Mèo Simi. Mèo Simi là một TikToker nha mọi người. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Lin Da Ngô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Lin Da Ngô là một TikToker nha. Mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu cam nhé. Bây giờ mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người ơi, đây màu cam của mình này, màu cam của mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, phần đầu tiên của mình là màu cam nha. Tiếp bây giờ là mình sẽ xỏ màu đỏ. Bây giờ mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nhé. Tiếp đến là mình xỏ màu tím nha. Mọi người mình xỏ màu tím này. Bây giờ mình xỏ màu tím nhé mọi người. Sau màu tím mình sẽ xỏ màu xanh mạng xanh dương nha mọi người. Mọi người bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh dương nha. Màu xanh dương sẽ là màu tiếp theo của mình nha mọi người. Mọi người đây bốn màu nha, bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình xỏ màu hồng nha. Mình xỏ màu hồng tiếp đến nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu hồng nhé.
màu hồng của mình này mọi người. Mọi người đây màu hồng của mình này, màu hồng của mình này nha. Bây giờ mình sẽ... đây năm màu. Bây giờ mình sẽ xỏ màu vàng và màu xanh nõn nha mọi người. Mình xỏ màu vàng và màu xanh nõn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng và màu xanh nõn nha mọi người. Mình kết vòng nha mọi người mình kết vòng nha, bây giờ mình kết vòng nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xuân mẹ đi qua bao nhiêu cuộc đời ai lái, xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Mạnh Tiến Nguyễn. Đây là một TikToker nha mọi người. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Linh Kun là một TikToker nha mọi người. Xin chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Thịnh Xếu. Thịnh Xếu là một TikToker nhé mọi người. Đầu tiên mình xỏ màu cam nha. Mọi người mình xỏ được đầu tiên là màu cam nhé. Đầu tiên là màu cam nha mọi người. Mọi người đây màu cam này mọi người đây màu cam nha. Sau màu cam sẽ đến màu hồng nha mọi người. Mọi người đến màu hồng nha. Bây giờ là màu hồng nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.